Vâng, tiếp theo chúng ta giao lưu với vườn anh Phú Trường Bonsai, địa chỉ thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Anh Phú Trường giới thiệu với chúng ta mới một cây xanh quê. Dạ vâng, tác phẩm đầu tiên nhà vườn giáo sư giới thiệu đến các bác là một tác phẩm xanh quê, dáng hàng rất là đẹp rồi. Vâng. Đây cháu xin được báo qua kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 48 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 36 các bạn nhé. Kích thước tán cây là 70. Ừ, già lắm. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 15 triệu. À. Rất là già, buông tàn răm mịn hết rồi. Rồi, giá 15 triệu. Ok nhé. Chuyển tiếp anh. Tác phẩm tiếp theo nhà vườn cháu gửi đến các bác là một tác phẩm si ra báo các bác nhé. À, hay nhỉ, nhìn bóng đẹp thế nhỉ. Bóng tàn thiên nhiên của quốc tế. Tay tán bông răm rất là đẹp. Xin báo qua kích thước của cây. Tán cây là khoảng 80 ạ. Đà. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 40 ạ. Cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 55 các bác nhé. Tác phẩm si Đài Loan này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 60 triệu ạ. Vâng. Cây si rất là đẹp. Con vừa ra lộc đẹp quá nhỉ, ra lộc. Tuyệt vời đấy nhỉ. Vừa ra lộc đẹp quá. Giá bao nhiêu? Giá giao lưu vườn cháu là 60 triệu ạ. 60 triệu. Dạ vâng. Rồi. Ok. Tiếp tục đây nhé. Tiếp theo cháu xin gửi đến các bác là một tác phẩm xanh quê. Hàng cũng rất là già, được làm theo lối cổ ngày xưa. Cây ở giữa có ôm một chum này. Bình. Cháu xin báo qua kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo là khoảng 60 ạ. À. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 70. Kích thước tán 90 các bác nhé. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 10 triệu ạ. Và cây xanh quê thành phẩm rất là đẹp. Và rồi, giá 10 triệu. Và chúng ta di chuyển đến cây sam hương. Dạ vâng. Phần tiếp theo nhà vườn cháu gửi đến các bác là một tác phẩm sam hương. Hàng cũng rất là đẹp rồi, hàng thành phẩm rồi. Đo cái cổ thân này bao nhiêu? Cháu đo cái cổ thân này.
Cây này là cái là bệ 24 giờ các bác nhé. Rồi. À, hoành ở vị trí cháu đang đo là 35 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 40. Kích thước tán cây là khoảng 70 ạ. Tác phẩm sâm hương này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 15 triệu ạ. Rồi. Cây sâm hương tàn rất là mịn đẹp rồi. Cây thành phẩm. Giá 15 triệu. Dạ vâng. Rồi, di chuyển tiếp nhé. Cháu xin giới thiệu đến các bác một tác phẩm xanh quê của nhà vườn. Cái này thì cũng rất là điệu, cả có một cành rơi rất là điệu luôn ạ. Như tiểu cành. Cây đang nằm trong cái sợ chậu là 62 các bác nhé. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 66 ạ. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 46 các bác nhé. Tác phẩm này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 10 triệu. Và cây xanh quê cây giá 10 triệu. Dạ vâng. Và tiếp tục tặng ra đến với cây sung. À, cây sung sống trên cái núi đá này nhìn cũng rất hấp dẫn nha các bác. Cây sung được ghép trên một phiến đá tấm thủy cũng khá lâu rồi các bác. Cây này thì rất nhiều cuống quả đây. Các bác nhìn rất nhiều là các cái cuống quả cũ đây. Ừ. Tới cũng cho hũ trái này. Đây, đằng sau này cũng rất là nhiều cuống quả luôn. Cháu cũng xin được báo qua kích thước của cây ạ. Cây đang nằm trong một cái khay là 56 các bác nhé. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 65 ạ. Cây sung rất là già, các bác nhìn ra cây ạ. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 43 ạ. Tác phẩm sung này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 4.800.000. Vâng. Cây sung rất là già luôn. Cổ kinh, rất cổ kinh, giá 4.800.000. Rồi, tiếp tục. Tiếp đến cháu xin gửi đến các bác là một tác phẩm si ạ. Si này là một tác phẩm si núi, si đá đấy. Ừ. Tạo tác bởi một nghệ nhân làm cái lối cây rích rắc xuống rất là điệu. Rồi. Cháu xin được báo qua kích thước của cây ạ. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 16 các bác nhé. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 52 ạ. Kích thước tán cây là 56. Tác phẩm si này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 3.200.000 ạ. À, 3.200.000. Được. Si núi thành phẩm. Được rồi. Đấy, rất là ưu đãi. Chuyển tiếp đây. Cây xanh quê. Tác phẩm tiếp theo nhà vườn cháu xin gửi đến các bác là một tác phẩm xanh quê, sáng trực, cũng rất là già, thân này, các bác nhìn nó lên hết màu da đồng rồi này, thân thì rất là méo mó, bệ dễ chảy đều, từng phía luôn ạ. Rồi. Sau đây cháu cũng xin được báo qua đi kích thước của cây, các bác dễ dùng. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 55 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 48 ạ. Kích thước tán cây là 80. 76 đấy ạ. Rồi. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 4.200.000. Tất cả các tác phẩm ở vườn cháu đều báo chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Ừ. Rồi. Cây hoa giấy sao? À, cây hoa giấy các anh làm dáng liễu rủ đây.
Tác phẩm tiếp theo đây là nhà vườn trò xin gửi đến các bác là một tác phẩm hoa giấy tím nhé các bác nhé. Cây cũng làm được tạo tác nhiều năm rồi. Nhưng mà do những cái cành rủ này nó rất là lâu lớn. Chưa xong rồi ạ. Cháu xin báo qua kích thước của cây ạ. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 18 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 74 ạ. Kích thước tán cây là 68 ạ. 70. Tác phẩm hoa giấy này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu 500 nghìn. Tác phẩm hoa giấy làm tiệm. Quá hợp lý luôn. Rất là đẹp. Rồi, 2 triệu 500. Tác phẩm tiếp theo là một tác phẩm xanh quê. Vườn cháu xin gửi đến các bác. Cây xanh quê dáng nàng. Có một cành rơi rất là đẹp. Cây khá già các bác nhé. Cháu xin báo qua kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 32 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 52 ạ. Kích thước tán cây là khoảng 70. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 8 triệu 6 ạ. 8 triệu 600 nghìn. Và tiếp tục nhé. Dạ vâng ạ. Tác phẩm tiếp theo nhà vườn cháu gửi đến các bác là một tác phẩm cây vối nhé, lá vối ạ. Lá vối uống nước ạ. Chơi cây vối bonsai. Vâng, cây thân dáng cũng rất là điệu. Xin quay lại cho cháu. Cây dáng nó có một cái tay đường co lắc rất là đẹp đấy. Cái thân ở đây, co rất là đẹp luôn. Tay cành bông râm này. Sau đây cháu xin bỏ qua cái kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 14-15 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 39 các bác nhé. Kích thước tán cây là 60. Tác phẩm vối này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 4 triệu 500 nghìn. Rồi, 4 triệu 500. Ôi dồi, anh có cái xanh cái bệ đẹp thế nhỉ? Dạ vâng. Tác phẩm tiếp theo đây nhà vườn cháu gửi đến các bác là một tác phẩm xanh quê. Dáng này nó kiểu như dáng làng quê và xưa ấy. Có cái cổng bắc qua đấy. Đôi bờ anh ạ. Vâng. Đôi bờ nó có cái hai cái trụ đá bắc cầu đẹp đấy. Dạ vâng. Đấy. Cái điểm giao thân đây, cột kèo đây. Đúng rồi. Dễ được ôm phiến đá cũng rất là lâu năm rồi. Đây để cháu xoay. Rồi. Đây là mặt sau của cây đấy. Cây này gần như là hai mặt đều đẹp, xanh quê, rất là già. Cháu xin báo qua cái kích thước nhé. Kích thước cây đang nằm trong cái cây chậu là 86 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 60 ạ. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 75 triệu. Đây rất là đẹp. Bông rằm mịn tít luôn ạ. Hay đấy, cái xanh ấy được đấy, chơi hàng này cũng rất là hấp dẫn, lúc nào cũng đẹp bởi vì cái cốt cái thân nó đã cô lại rồi, lá cứ càng nhỏ đi thôi. Rồi di chuyển nhé. Theo nhà vườn cháu gửi đến các bác là một tác phẩm đề, đây này là đề trắng. Đây cây được tạo tác rất là lâu năm, cốt chậu lâu năm này. Từ bệ này, các bác nhìn bộ bệ rất là đẹp, quái cây, thân cũng rất là già rồi.
tứ diện đẹp luôn. Đây, chị lên được thân thì rất là lưu cục, có khúc co đẹp, điệu duyên cây, tay cành thì cũng già rồi, bông răm rồi. Cháu xin được báo qua cái kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 78 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 80 ạ. Yeah. Kích thước tán cây là 80 ạ. Tác phẩm đề này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 19 triệu ạ. Yeah. Rồi, đẹp đấy. Thần rất hay. Thần có những cái vị trí, những cái điểm nhấn. Và để kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cái tác phẩm xanh nữa. Dạ vâng. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền. Các bạn cháu xin gửi đến các bác tham khảo. Cái xanh Nam Điền thành phẩm. Bông răm rất là mịn rồi. Bệ đế thì trải từ phía luôn, 24. Đây, này hơi sáng hơn một tí. Cháu cũng xin được báo qua kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 28 ạ. Yeah. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 41. Kích thước tán cây là 68 ạ. Tác phẩm xanh quê này thì xanh Lam Điền này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 15 triệu. Xanh Nam Điền rất là mịn. Và những cái hàng sẵn chơi cô lại rồi tốt đấy. Chơi rất là hợp lý. Tốt đến xin gửi các bác một tác phẩm xanh quê. Được làm theo được một cái tiểu cảnh quê rất là đẹp. Bệ đế thì gần như là chảy kín hết mặt chậu rồi. Một cây này thân cây thì lu rất là gai cây, méo mó gai cây. Cháu xin được báo qua kích thước của cây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 45. Yeah. Chiều cao của cây từ mặt cây lên là 80. Kích thước tán cây khoảng 1m2 ạ. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 20 triệu. Xà quá. Vâng, cây xanh quê rất là dài, đẹp. Rồi, giá 20 triệu. Và tới đây Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn này để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau. Giao lưu với vườn anh Phú Trường Bonsai, thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại của anh Phú Trường tôi ghi ở trên dòng chữ tiêu đề giới thiệu video để các bác liên hệ.